Tưởng chưa đút thẻ đã nhận được tiền, còn cô gái thì cứ rút mãi mà chả có cách nào, liên tục thao tác rút tiền nhưng nhiều lần vẫn không được. Có vẻ cô ta khá gấp nên quyết định lấy thẻ ra không rút tiền nữa và mang đồ đi ra khỏi cây ATM. Dạ chị ơi, chị kiểm tra giùm ấy, là nãy em có rút tiền á nhưng mà em không có thấy tiền ra, mà sao tin nhắn là báo là trừ tài khoản của em á chị. Dạ, dạ. Chị kiểm tra xong rồi có gì chị khóa cái tài khoản em giùm mà. Trở lại với thanh niên áo cam thì mặc dù chưa đút thẻ vào thì đã phát hiện trong khe tiền có tiền ra. Anh ta liền bỏ tiền vào người và chạy nhanh ra khỏi cây ATM. Nãy chị mới đút tiền đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Chị rút bao nhiêu vậy? Dạ em rút 2 triệu. Chị có rút được vậy? Em không biết nữa, nó đây nó báo trừ tiền mà em không có thấy tiền ra. Em chưa lấy được tiền mà nó đây nó báo trừ tài khoản rồi. Trừ 2 triệu hả? Dạ. Tại em vô em chưa có rút nữa. Mà em thấy máy nó nhả ra 2 triệu. Ủa vậy hả? Dạ. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha.